Sáng ngày 18 tháng 3, tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị điều động phân công chỉ định ông Dương Văn An, Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận, tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Dương Văn An, 53 tuổi, quê xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông có trình độ chuyên môn tiến sĩ kinh tế học, cử nhân lý luận chính trị, Tháng 3 năm 2014, khi đang công tác tại Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ông An được Ban Bí thư Trung ương Đảng luân chuyển chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, giữ chức vụ Phó Bí thư tỉnh ủy khóa 12. Tháng 10 năm 2015, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ năm 2015-2020, ông An tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư tỉnh ủy. Đến tháng 10 năm 2020, Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Dương Văn An, Phó Bí thư tỉnh ủy, được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, ngày 17 tháng 3 tại thành phố Đà Lạt, Ban Thường vụ tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định nhân sự giữ chức quyền Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng. Tại hội nghị, ông Mai Văn Chính đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc giao ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, giữ chức quyền Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Bộ Chính trị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định chúc mừng ông Nguyễn Thái Học nhận trọng trách mới của Đảng. Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, bà Trương Thị Mai khẳng định để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện, thường xuyên liên tục của bộ chính trị, ban bí thư và trung ương Đảng đối với tỉnh ủy Lâm Đồng, bộ chính trị đã quyết định điều động và chỉ định ông Nguyễn Thái Học, phó trưởng ban nội chính trung ương tham gia ban chấp hành ban thường vụ và giữ chức quyền bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu nhận nhiệm vụ, quyền bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học bày tỏ niềm vinh dự khi được bộ chính trị, ban bí thư trung ương Đảng, ban tổ chức trung ương tin tưởng giao trọng trách nhiệm vụ mới. Liên quan đến nhiều cán bộ chủ chốt của tỉnh Lâm Đồng, trước đó ngày 2 tháng 1, cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 bộ công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Tiếp đó, ngày 24 tháng 1, C03 khởi tố bắt giam ông Trần Đức Quận, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cả ông Hiệp và ông Quận cùng vi phạm liên quan đến dự án Sài Gòn Đại Ninh do đại gia Nguyễn Cao Chí làm chủ đầu tư. Quay trở lại sự kiện phân công chỉ định ông Dương Văn An, Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận tham gia ban chấp hành ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành đã bị cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam để làm rõ những sai phạm trong vụ án liên quan đến Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, Nguyễn Văn Hậu, biệt danh là Hậu Pháo. Ngày 8 tháng 3, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Đồng thời, cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan để điều tra về tội nhận hối lộ. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quy định tố tụng, cùng ngày cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về cùng tội danh trên. Đồng thời, cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Duy Thành để điều tra về tội nhận hối lộ. Ông Lê Duy Thành, 55 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc, trình độ tiến sĩ kinh tế. Ông Thành từng kinh qua nhiều chức vụ tại Vĩnh Phúc như cục phó cục thuế, bí thư huyện ủy Lập Thạch, phó bí thư tỉnh ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Từ tháng 10 năm 2020 đến nay, ông Thành giữ chức chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Cuối năm 2023, trong đợt lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Lê Duy Thành được 53,19% số phiếu tín nhiệm thấp. Với kết quả này, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tiên trên cả nước nhận được hơn 50% số phiếu tín nhiệm thấp. Đây là diễn biến mới nhất, quá trình cơ quan công an mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn. Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định tố tụng trên. Trước đó vào ngày 26 tháng 2, Ông Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn bị bắt với cáo buộc để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gây thiệt hại cho tài sản nhà nước. Năm người khác bị khởi tố bắt tạm giam trong cùng vụ án, gồm Nguyễn Thị Hằng, phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, Đỗ Thị Mai, kế toán trưởng, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, kế toán viên, Trần Hữu Định, giám đốc công ty cổ phần đầu tư Nam Á Group và Nguyễn Hồng Sơn, lao động tự do. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và các bị can đã có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tài sản liên quan, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết thêm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Cơ quan điều tra cũng làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ ngày 2 tháng 3, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết Tập đoàn Phúc Sơn do ông Nguyễn Văn Hậu biệt danh hậu pháo làm chủ tịch hội đồng quản trị Công ty hoạt động từ năm 2004 ở cấp huyện trong phạm vi mức độ vừa phải. Tuy nhiên, từ năm 2015, tập đoàn Phúc Sơn được nhận nhiều công trình từ Bắc đến Nam. Đến trước khi vụ án được khởi tố, doanh nghiệp này đang thực hiện 21 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng. Theo ông Sô, so, trong vụ án vừa khởi tố, cơ quan điều tra bước đầu xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc. Xong đã xác định, nhóm lãnh đạo cán bộ của tập đoàn Phúc Sơn bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 640 tỷ đồng. Trung tướng Sô cho biết thêm, tập đoàn Phúc Sơn còn đang nợ thuế hàng chục ngàn tỷ đồng. Nhiều dự án chưa đủ điều kiện bàn giao, nhưng Phúc Sơn đã bán vào thu tiền của nhà đầu tư, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng. Qua việc này, ông Sô cho rằng còn có trách nhiệm của cơ quan quản lý khi không kiểm kê tài chính, năng lực thực sự của doanh nghiệp. Mặc dù các công ty không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính thuế, nhưng vẫn được hoạt động hay không nắm được thực tế của doanh nghiệp khi nhận dự án hồi cuối tháng 2 vừa qua, ông Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can bắt tạm giam để làm rõ hành vi giả mạo khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gây thiệt hại cho tài sản nhà nước. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và các bị can đã có hành vi giả mạo khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tài sản liên quan gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định lệnh tố tụng nêu trên, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt, thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can bị khởi tố, hành vi của các đối tượng liên quan, xác minh tài sản để thu hồi, kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ trong thời gian ngắn, công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn từ một đơn vị có năng lực mức độ rất vừa phải cấp huyện nhưng đã nhận được nhiều công trình từ Bắc tới Nam. Đến nay có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, quỹ đất của công ty này lên đến hàng trăm hecta chủ yếu ở Vĩnh Phúc và Nha Trang. Cụ thể, tại Vĩnh Phúc, công ty Phúc Sơn xây dựng các dự án như khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn, huyện Vĩnh Tường với quy mô 130 hecta khu nhà ở 15 tầng cho người có thu nhập thấp tại thành phố Vĩnh Yên. Còn tại Khánh Hòa, công ty này thực hiện dự án khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ tài chính du lịch Nha Trang được xây dựng trên khu đất sân bay Nha Trang cũ. Trong quá trình hoạt động, công ty Phúc Sơn có nhiều vi phạm quy định pháp luật. Xem xét hai dự án ở vĩnh Phúc, cơ quan điều tra xác định công ty Phúc Sơn bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 640 tỷ đồng. Công ty này cũng nợ hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế. Với nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán, chưa đủ điều kiện để đưa vào thị trường công ty phúc sơn đã bán và thu tiền nhưng không giao đất cho nhà đầu tư gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng